Kính thưa toàn thể vị và nối tiếp chương trình, là xin mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Kim Tuấn Nam, ca khúc được mang tên Nhân Sinh Oán. Và với ca khúc này, xin vị cùng cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiếng hát của bé Lê Hoàng Gia. Và sau tiếng hát của bé Lê Hoàng Gia là tiếng hát của chú Ba Giỏ chuẩn bị. Alo. Chân
Love.